chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Hoa Kỳ này. Và hôm thứ 6 ngày 1 tây tháng 4, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật là hợp pháp hóa cần sa thưa quý vị. Và có thể nói rằng đây là lần thứ hai trong lịch sử nước Mỹ tại Hạ viện uh, Quốc hội Hoa Kỳ đã có cuộc uh, bầu cho dư luật hợp pháp hóa cần sa tiếng Anh gọi là legalized marijuana thì uh, được biết là đề xướng và chủ trương cho hợp pháp hóa cần sa là đảng dân chủ và chủ tịch khối đa số ở hạ viện hoa kỳ là bà nancy pelosi đã đồng bảo trợ cho dự luật hợp pháp hóa cần sa này thưa quý vị Thì, uh, lần đầu tiên được đưa ra là vào năm ngoái nhưng sau đó đã không qua được vòng lần thứ hai bầu ở thượng viện hoa kỳ thưa quý vị và năm nay vào ngày 1 tây tháng 4 thì dự luật này lại được đem ra và được bảo trợ bởi đảng Dân Chủ. Thì có thể nói rằng dự luật này đã được thông qua với 220 phiếu thuận và 204 phiếu chống. Có thể nói uh, đây là một cái vấn đề gây ra sự tranh cãi xôn xao hết sức gây gắt ở Hoa Kỳ thưa quý vị và chúng ta đã biết là hàng trăm năm qua cần sa được liệt vào một trong những chất cấm những chất uh, gây hại cho cơ thể con người gây nghiện uh, vân vân thưa quý vị và trên màn hình thì quý vị thấy bài báo của hãng uh, thông tấn xã Reuters và cây màu xanh là cây cần sa thì uh, vì sao mà phải hợp pháp hóa thì có nhiều lý do khác nhau thưa quý vị. Nhưng mà tổ trung thì có hai lý do chính. À, lý do lý nhất là về vấn đề y tế, y khoa. Họ bây giờ liệt uh, những cái chất cần sa vào cái loại là không gây nguy hiểm chất người thưa quý vị. Nói chung là chỉ gây nghiện gây sướng, gây đề mê vân vân nhưng không phải là chất độc tố gây chết người và cái vấn đề thứ hai là cần tiền muốn thu thuế và vấn đề thứ ba là muốn hợp pháp hóa để tránh cái việc uh, buôn bán lậu không giấy phép vân vân và từ đó dẫn tới cái việc mất kiểm soát không kiểm soát được uh, tình hình sử dụng cần sa như thế nào trong à, dân chúng của Hoa Kỳ để à, để mà hợp pháp hóa cái vấn đề mua à, bán cần sa cần phải thay đổi nhiều điều luật sẽ đưa về là như vậy à, thứ nhất là Hoa Kỳ phải điều chỉnh thay đổi về luật hình sự tức là phải à, xóa án xóa án tích xóa bỏ những tội danh liên quan tới cần sa sử dụng cần sa đó là nói về vấn đề luật hình sự và luật thứ hai đó là luật đánh thuế đánh thuế thu nhập trên các chủ vườn trồng cần sa trên các đại lý bán cần sa vân vân và coi cần sa như là một thứ hàng hóa bình thường thì đó là hai cái luật chính cần phải thay đổi và luật thứ ba là về vấn đề y tế khi mà bác sĩ uh, viết toa cho sử dụng cần sa thì không phạm tội hình sự thưa quý vị trước đây thì có những tội danh như là khuyến khích uh, người khác sử dụng cần sa là sẽ bị tội hình sự có thể bị bắt giam và xử tù Đạo luật này mang tên là Marijuana Opportunity Reinvestment and Expansion Act và được bảo trợ bởi đảng viên đảng Dân Chủ Jerome Nadler của New York Có thể nói là trong cái dự luật này thì hợp pháp hóa những việc như trồng cần sa chế biến cần sa buôn bán cần sa hoặc là sở hữu cần sa thưa quý vị nói chung đây là một cái tin tức hết sức chấn động vì trong hơn hàng trăm năm qua thì đây là lần thứ nhì quốc hội hoa kỳ đem cái vấn đề tiêu thụ cần sa mua bán cần sa trồng cần sa để mà hợp pháp, pháp hóa thưa quý vị thì hiện nay có khoảng 35 tiểu bang trên 50 tiểu bang của hoa kỳ thì đồng ý hợp pháp hóa việc sử dụng mua bán trồng cần sa chỉ có 15 tiểu bang thì chống lại thưa quý vị nói chung thì uh, vấn đề cần sa ai cũng biết đó là chất dây nghiện, nghiện ngập và không tốt cho sức khỏe không tốt cho những bộ phận uh, dân chúng nếu mà bị nghiện ngập rồi từ đó dễ phát sinh ra việc trộm cắp chẳng hạn như vậy hoặc là gây án ở nhiều cái cấp độ khác nhau nếu mà trong cái cơn nghiện không thỏa bán được và cần tiền chẳng hạn như vậy thì có thể dễ dàng gây ra những vụ án khác trong xã hội à, tuy nhiên có những người ủng hộ cần sa nói rằng cần phải kiểm soát và đưa những người cần sử dụng cần sa vào danh sách cần theo dõi của các bác sĩ thưa quý vị nói chung những người sử dụng cần sa trở thành những người giống như là bệnh nhân và đăng ký ghi tên để từ đó là hệ thống y tế sức khỏe theo dõi cho biết uh, là số người sử dụng cần sa trong xã hội là bao nhiêu nhu cầu như thế nào và được uh, chỉ định theo toa của bác sĩ vân vân được mua bán thậm chí là những cái loại nhẹ thì có thể mua bán một cách hợp pháp ở những cửa hàng, những đại lý được phép, được cấp phép buôn bán thưa quý vị Nói chung thì đây là một cái tin tức hết sức chấn động từ Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ à, Tuy nhiên như lần đầu được đưa ra thì uh, dư luật không được thông qua ở Thượng viện thưa quý vị khán giả À, muốn được thông qua thì phải có trên 60% tức là phải có 60 người thượng nghị sĩ đồng ý cho dự luật để từ dự luật trở thành đạo luật của đất nước Hoa Kỳ à, Tuy nhiên theo tin tức báo chí cho biết thì Đảng dân chủ chỉ có 50 phiếu ở thượng viện và nếu tất cả những người đảng Dân Chủ bỏ phiếu đồng thuận thì tối đa chỉ có 50 phiếu mà thôi. Và họ bắt 10 phiếu, thưa quý vị. Nói chung họ thiếu đi 10 phiếu. Và nếu mà họ vận động và có thêm 10 phiếu của đảng Cộng Hòa ủng hộ, thì họ sẽ được tổng số 60 phiếu trên 100 phiếu, tức là chiếm đa số, thưa quý vị. Tuy nhiên, báo chí truyền thông cho biết rằng Đảng dân chủ rất khó thuyết phục Đảng Cộng hòa lấy 10 phiếu của Đảng Cộng hòa xin thưa quý vị là như vậy vì Đảng Cộng hòa luôn chống đối Đảng dân chủ thưa quý vị rất khó đồng thuận đặc biệt là có liên quan tới cái vấn đề sức khỏe liên quan tới vấn đề luật hình sự liên quan tới vấn đề luật thuế vụ vân vân thưa quý vị nói chung là thay đổi gần như là cấu trúc của một xã hội phải chấp nhận sống chung với những người sử dụng cần sa, những người buôn bán cần sa và thậm chí là có những người sẽ làm giàu trong cái việc trồng cần sa, buôn bán cần sa, vân vân, thưa quý vị. nói chung thì theo báo chí cho biết đây là những cái chiêu trò mỹ dân đặc biệt là đối với những dân nghiện lâu nay thì lén lút sử dụng không qua bất cứ hệ thống nào và bây giờ trong tương lai nếu mà dự luật trở thành đạo luật thì họ có thể ngang nhiên công nhiên sử dụng bất cứ nơi đâu bất cứ thời điểm nào thưa quý vị điều này khiến cho những người bảo thủ ở hoa kỳ rất là làm khó chịu đó là lý do mà họ ráo riết vận động để chống lại việc đảng dân chủ đang ủng hộ việc mua bán cần sa xin thưa quý vị là như vậy thì đây là một cái mà báo chí truyền thông ở hoa kỳ nghĩ rằng khó có thể thành công trở thành một đạo luật vì cái sự chống đối của đảng cộng hòa là có thật thưa quý vị và Đảng Dân Chủ thì không chiếm được đa số ở Thượng viện. Họ chỉ có 50 mà họ phải cần tới 60 phiếu thì mới được thông qua dự luật trở thành đạo luật. Thì có nhiều người nói đây có thể là chiêu trò của đảng Dân Chủ tung ra nhằm lôi kéo một số người ảo tưởng về việc sử dụng cần sa hợp pháp. Chẳng hạn như có một số người nghĩ rằng họ sẽ nhảy ra mua bán cần sa để làm giàu một cách nhanh chóng trên thân thể của các con nghiện vân vân sự quý vị. Một số người thì ồn ào tò mòm tuyên bố bảo vệ nhân quyền cho các con nghiện vân vân. Nói chung là tới tháng 11 năm 2021 này sẽ có cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ cho nên những chính trị gia ở Hoa Kỳ đang tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi đang tìm mọi cách tung ra những chiêu trò trò này trò nọ để đánh động dư luận thu hút sự quan tâm của quần chúng rồi thậm chí có thể thu hút sự quan tâm của các cử tri nhiều cử tri sẽ bỏ phiếu cho những chiêu trò đó thì quý vị. Thì đó là câu chuyện của nước Mỹ ở tuần này. Thì chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. sẽ hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.